Cà Mau bắt quả tang 17 người đá gà ăn tiền ở bãi đất trống. Ngày 31 tháng 12, tin từ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau, đơn vị này vừa bắt quả tang vụ đá gà ăn thua bằng tiền ở bãi đất trống, xã Thạch Phú, huyện Cái Nước. Theo đó, khoảng 15 giờ cùng ngày, lực lượng công an bất ngờ ập vào khu đất trống gần các ao tôm của người dân tại ấp Láng Cùng, xã Thạch Phú thì bắt quả tang nhiều người tham gia đá gà ăn thua bằng tiền trong lúc tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ thu được 17 xe máy, 4 con gà, 2 cặp cựa gà, thu trên những người tham gia đá gà hơn 5 triệu đồng và giấy ghi lại các trận thắng thua. Trong số các đối tượng bị bắt quả tang là những người đến từ nhiều địa phương trong tỉnh và có cả ngoại tỉnh. Theo cơ quan công an, để tránh bị phát hiện, tụ điểm đá gà liên tục di chuyển địa điểm, có người cảnh giới xung quanh và có người bán thức ăn nước uống. Ngoài ra, sân gà này còn cảnh giới từng chiếc xuồng ghe qua lại con sông phía trước sân gà và liên tục thay đổi điểm đá giữa xã Thạnh Phú và điểm xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, cách con sông PV. Theo đại tá Phạm Thành Sĩ, giám đốc công an tỉnh Cà Mau, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, lực lượng công an tỉnh liên tục tổ chức các cuộc ra quân trấn áp tội phạm. Hiện 17 người tham gia đá gà được di lý về trụ sở công an tỉnh Cà Mau để thẩm vấn, xác minh để xử lý.